Cậu bé ve chai mải mê xem ké tivi trước cửa ngôi nhà. Phản ứng gia chủ gây bất ngờ, thấy cậu bé đứng ở lề đường, ngước đôi mắt lên mải mê xem hoạt hình đang phát trên tivi. Chủ nhà đã vẫy em lại gần. Đều là con người được sinh ra trên đời, trong khi có những cô bé, cậu bé được bao bọc hết mực, thì lại có những em bé đã sớm phải bươn chải để vào đời kiếm sống. Như em nhỏ dưới đây, chỉ là khoảnh khắc ngắn, khi xem ké phim hoạt hình cũng đủ khiến người khác đau lòng. Theo đó, trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, một cậu bé đang nhặt ve chai, nhưng mắt không rời khỏi màn hình tivi trước một ngôi nhà ven đường. Ánh mắt em chăm chú nhìn vào màn hình, với những hình ảnh đầy màu sắc từ bộ phim hoạt hình đang chiếu khiến nhiều người cay mắt. Nhận thấy ánh mắt đáng thương của cậu bé, chủ nhà đã gọi cậu bé vào để tặng một chai nước. Bất ngờ khi được tặng quà, em đã nhanh chóng chạy đến để nhận. Thậm chí, trước khi bước vào cửa, em vẫn không quên cởi đôi dép và nói lời cảm ơn với gia chủ. Đoạn clip trên, sau khi được đăng tải khiến cộng đồng mạng không khỏi cảm động, xót xa. Thậm chí nhiều người còn nhìn thấy chính hình ảnh của bản thân trong những năm tháng còn thơ bé, ngồi xem ké tivi hàng xóm. Nhìn vào lại thấy tuổi thơ của mỗi người. Không rõ bố mẹ em bé đâu, mà lại để cho con mình phải lăn lộn kiếm sống từ khi còn nhỏ như thế này. Nhìn ánh mắt của em ấy mà đau lòng. Hồi nhỏ mình cũng phải đi xem ké tivi như thế này, nhưng từ 20, 30 năm trước rồi, lúc đấy có tivi đen trắng. Dù nghèo nhưng cảm giác được ngồi cùng lũ trẻ hàng xóm vui vẻ, đầm ấm lắm. Giờ nhìn thấy hình ảnh em bé lại gợi nhớ về bản thân ngày xưa. Cậu bé ấy cũng chạc tuổi con mình thôi. Trong khi các bạn khác có điện thoại, tivi, thì tuổi thơ của em đã thiếu thốn đủ đường. Ước gì em có một tương lai tươi sáng hơn. Một số dân mạng bình luận. Còn bạn nghĩ sao về đoạn clip này?